Nó là một quả trứng màu hồng. Chà, con gì mà để trứng to có màu hồng thế này nhỉ? Vừa mập vừa hồng, bay mạnh dạng đoán luôn là trứng heo. Ngoài ra còn có quả trứng bò màu tím thế này nữa. Thật ra nó chính là sản phẩm đặc trưng của Bystore, mang tên là trứng nhân phẩm. Đồ bên trong tốt xấu thế nào tùy vào nhân phẩm của bạn, nhưng chắc chắn giá trị những món đồ trong cái trứng kia rẻ hơn số tiền bạn bỏ ra. Và số lượng trứng là có giới hạn. Thông thường một cái trứng 55.000 sẽ có một con fish ngẫu nhiên giá từ 60-80.000, còn với một món từ 5-60.000 nữa, nghĩa là tối thiểu bạn sẽ sở hữu hai món 60-140.000. Nếu bạn siêu may mắn, bạn sẽ trúng hai món trị giá trên 200.000. Cơ mà tỷ lệ này rất thấp. Bên trong quả này có cái gì nào? Chà, một em tượng nhìn quen quen ha. Đây là tượng thằng mũi dài ba sào, vua chim gió trong One Piece. Bay không nhớ trong movie hay act nào mà nó cầm một cái búa siêu to khổng lồ gõ lúng đầu. Đồ dài tầm 6cm. Và cái gì dưới này nữa đây? Wow, hình như nó là... Nó không còn trong danh sách bán của Bay hơn 3 năm rồi. Nó là một cái brush móc khóa 80.000, có ba cái lỗ ở đây, bằng thép siêu nặng. Cái này dùng trong trường hợp cần thiết như là đắp càng cua rang hoặc giả muối ớt ăn ổi. Tuy nhiên không dùng để ăn tiết canh. Hai ngón này xỏ vào đây và bắt đầu giả, nhờ nắm chặt tay hết cỡ, nếu không nó sẽ phản đạp dội vào tay các bạn đấy. Bạn sẽ là người bị đau.